Anh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình, bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay trong tập 360, xin gửi đến quý vị chủ đề Một ngày trước phiên phúc thẩm của tỉnh thất Bồng Lai, còn cơ hội gì để thay đổi? Như quý vị đã biết, ngày mai 14 tháng 10 năm 2022, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án 331 liên quan đến các thành viên, mà chính xác hơn là 6 người đến từ tỉnh thất. Trước khi bắt đầu thảo luận về một số cái chi tiết căn bản của phiên tòa này, Thanh Việt xin được kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và chúc quý vị một ngày thật là hạnh phúc, bình an trong công việc cũng như trong cuộc sống. Để nói cho quý vị hiểu rõ một số cái vấn đề xung quanh cái phiên tòa phúc thẩm ngày mai, Thanh Việt xin được mở đầu chương trình bằng kể lại quý vị một số cái vụ án 331 tại vòng phúc thẩm mà Thanh Việt được biết trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, đầu tiên có thể nói đến một vụ án cũng khá lớn xảy ra tại thành phố Cần Thơ, có cái phiên tòa phúc thẩm thì liên quan đến bị cáo Trương Châu Hiểu Danh và nhóm Báo Sạch. Những quý vị nào theo dõi những cái chương trình trên mạng xã hội đều biết một thời gian dài bị cáo Trương Châu Hiểu Danh cùng với nhóm Báo Sạch theo nhà bên cơ quan công an đã có những cái vi phạm theo điều theo khoản 2 điều 331. Thì Thanh Việt xin được trích đọc trong tờ báo Công an Nhân dân chiều ngày 27 tháng 1 năm 2022, tòa nhân dân thành phố Cần Thơ đã bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Trương Châu Hiểu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Lê Thế Thắng, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Dân. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ. Đó. Thì nhưng mà họ đã bị tòa phúc thẩm bác cái kháng cáo đó. Trước khi chuyển sang một cái án khác, thì Thanh Việt xin được giải thích một giây là quý vị vừa mới nghe Thanh Việt đọc là ở trong cái phiên tòa này có cả cái kháng nghị của Viện Kiểm sát và có cả cái kháng cáo xin giảm nhẹ của các cái bị cáo. Vậy thì kháng nghị của Viện Kiểm sát là không lẽ là xin giảm nhẹ tội? Kính thưa quý vị là không nha quý vị nhé. Thường thường kháng nghị là của bên Viện Kiểm sát, họ nghĩ rằng cái bản án đưa ra ở vòng sơ thẩm không có cao hoặc là thiếu một trong những cái vi phạm mà họ đã đề ra trong cáo trạng, vì thế họ mới kháng nghị lên tới tòa phúc thẩm để xem có thể tăng thêm cái hình phạt hoặc là tăng thêm những cái vi phạm khác. Còn bên kháng cáo là của bị cáo, thì các bị cáo luôn luôn dĩ nhiên là người ta không thể nào kháng cáo để tăng cái số án, đúng không quý vị? Kháng cáo là phải xin giảm nhẹ hình phạt. Thì như Thanh Việt vừa mới trình bày, ví dụ đầu tiên là cái sự thất bại của phiên tòa phúc thẩm, nha quý vị, khi mà họ tuyên bố là các bị cáo này y án từ vòng sơ thẩm. Rồi, một cái ví dụ nữa là từ bên Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thì Thanh Việt xin được đọc, trích đọc như thế này. Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, cái gì đó, theo đại khái là điều 331, nhưng quý vị nhé. Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Y Quân Nê, tên còn gọi là Ama Quỳnh, trú tại Buôn cái gì đó tỉnh Đắk Lắk, bị xét xử về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo quy định theo khoản 2 điều 331. Nhưng trong cái phần này đó quý vị, thì mình xem kết quả nha. Tại bản án sơ thẩm thì Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng khoản 2 xử phạt cái bị cáo này 4 năm tù
4 năm tù. Đến ngày 27 tháng 5, tức là khoảng một tuần sau thôi nha quý vị, thì bị cáo Y Quân Nê có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo kêu oan. Xét lời khai của bị cáo tại phiên phúc thẩm là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với tài liệu chứng minh. Tòa phúc thẩm nhận định tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Y Quân với mức án 4 năm tù là thỏa đáng. Có nghĩa là gì quý vị? Là y án. Nhưng quý vị, y án. Như vậy, lại một lần nữa, tại phiên tòa mới nhất đây, ngày 22 tháng 8, nhưng quý vị nhé, phiên tòa lại một lần nữa là phúc thẩm về điều 331, là giữ y nguyên. Nó rất là giống bên của tỉnh thất, nhưng quý vị nhé, cũng khoảng 2 điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Rồi, một vụ án nữa. Vụ án này cách đây hơn một năm, vào tháng 4 năm 2021. Bản án nghiêm khắc với kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thì bị cáo Quách Duy đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh trên Facebook, trong đó có 3 bài viết có thông tin xúc phạm danh dự uy tín của nguyên lãnh đạo nhà nước. Nguyên lãnh đạo nhà nước. Rồi. Thưa quý vị, đây. Ngày 27 tháng 5, Quách Duy đã nộp đơn khởi kiện gì đó. Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên án là phạt anh này đã sử dụng phạt hành chánh thôi quý vị, phạt hành chánh 7 triệu rưỡi nha quý vị, vì có cái ngôn ngữ không có đúng khi mà nói về một vị lãnh đạo, là phạt 7 triệu rưỡi. Rồi anh ta mới sau cái vòng sơ thẩm thì anh Quách Duy này đã kháng cáo. Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Tòa Nhân dân cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vòng phúc thẩm và đã bác cái kháng cáo này, tức là anh ta phải phạt 7 triệu rưỡi. Đây là cái án nhẹ nhất nha quý vị nhé. Như vậy là Thanh Việt đi từ cái án hình hành chính 7 triệu rưỡi cho đến 4 năm rồi cho đến 6 năm, nhưng quý vị, tất cả đều gần như là y án. Mặc dù cái số lượng đưa ra như thế này mới chỉ có 3 vụ án thôi. Thực sự ra, nếu có thời gian thì chúng ta có thể đi tìm hiểu thêm nhiều vụ án khác nữa liên quan tới cái quyền tự do dân chủ, điều 331. Nhưng quý vị nhé, thì phần lớn nếu mà ra tới vòng phúc thẩm sau khi bị cáo kháng cáo đó quý vị, thì hầu phần đại đa số, nhưng quý vị, đại đa số đều, các cái kháng cáo đó đều bị bác bỏ và y án như là vòng sơ thẩm. Đó là về lịch sử của các cái vụ án 331 gần đây. Thì ngày mai nha quý vị, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, số 12 Tuyến Chánh, quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, phường 4, quận Tân An, Long An, sẽ có một cái phiên tòa phúc thẩm, nha quý vị. Và người tiến hành tố tụng lần này đó quý vị, là có 3 người thẩm phán. Tại sao quý vị? Từ đây là vòng phúc thẩm. Vòng sơ thẩm chỉ có một thẩm phán thôi, 2 hội đồng nhân dân. Nhưng tại vòng phúc thẩm thì có 3 thẩm phán, tức là 3 ông tòa rồi quý vị. Tuy nhiên, luôn luôn có một người chủ tọa. Thì cái người chủ tọa lần này là ông Dương Ngọc Thành chủ tọa. 2 người thẩm phán 2 và thẩm phán 3 ngồi ở hai bên, đó là ông Nguyễn Thiện Tâm và ông Trần Văn Quán. Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Long An là ông Bùi Văn Phước và bà Mai Phương Thảo. Bên của thư ký phiên tòa là ông Lê Nhật Châu và bà Bùi Kim Phượng. Nhưng quý vị, như vậy chúng ta đã có đầy đủ các cái danh sách của bên cơ quan tiến hành tố tụng cũng như là bên tòa án. Thanh Việt cũng đã trao đổi với quý vị cách đây vài hôm về cái danh sách của các luật sư đã, cũng như là người bị hại, rồi người có trách nhiệm và lợi ích, nhưng quý vị, rồi người làm chứng, thì tất cả những quý vị vẫn không có sự gì thay đổi so với cái vòng sơ thẩm. Danh sách đó vẫn y hệt. Nếu quý vị nào có thắc mắc về những ai thì quý vị có thể đi trở lại những cái bài trước kia của Thanh Việt. Thanh Việt có nói rất là rõ cái danh sách đó. Một số sự lầm tưởng ở trên mạng xã hội là cô Diễm My
không có được mời ở vòng sơ thẩm, thì thật sự cô Diễm My đã được mời ở tại vòng sơ thẩm. Nhưng quý vị, nhưng cô đã không đến. Cái vòng sơ thẩm đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 đó quý vị, thì họ không mời. Nhưng bên luật sư của tỉnh thất đã có kiến nghị, thì sau đó đến cái vòng xét xử thật sự vào ngày 21 tháng 7. Thì tòa cũng đã có thư mời cho cô Diễm My, nhưng mà như quý vị đã biết, cô đã không đến. Và theo dự định, nha quý vị, theo sự tiên đoán, có một cái khả năng rất cao, rất là cao, là cô Diễm My cũng sẽ không đến. Những người không đến trong cái vòng sơ thẩm cũng sẽ không đến trong vòng phúc thẩm. Nếu có đến thì một cái lực lượng đó rất là ít ỏi. Nhưng quý vị, so với cái vòng sơ thẩm không có nhiều sự thay đổi. Bây giờ chúng ta để nắm vững cái thủ tục của cái phiên tòa phúc thẩm này đó quý vị, thì chúng ta hãy cùng nhau đi qua cái thủ tục để ngày mai nếu cái chương trình đó, cái phiên tòa đó được truyền hình trực tiếp, thì chúng ta nắm vững được cái quy trình, cái cấu trúc cơ bản nhất của cái một cái phiên tòa phúc thẩm hình sự nó như thế nào. Thật sự ra thì có hai cái phiên tòa phúc thẩm đúng không quý vị? Phiên tòa phúc thẩm về dân sự, rồi phiên tòa phúc thẩm về hình sự. Nhưng quý vị, nếu mà quý vị nào tra Google thì cẩn thận, nó có cái chữ hình sự và dân sự luôn. Rồi, bây giờ thì mình nói về cái vai trò hoặc là cái từng cái quy trình, cái từng bước một cho quý vị. Thì đầu tiên đó quý vị, như tại cái phiên tòa sơ thẩm, phiên phúc thẩm này cũng tiến hành gần như là giống phiên tòa sơ thẩm, chỉ có một số cái tình tiết căn bản như vậy, như vậy thì nó sẽ thay đổi. Giống như sơ thẩm thì đầu tiên thư ký của tòa sẽ kiểm tra những người nào có mặt theo giấy triệu tập của phiên tòa, rồi sau đó thì cái một cái người nữ và người nam này đó quý vị, họ sẽ gọi là phổ biến nội quy của phiên tòa. Sau khi mà phổ biến nội quy của phiên tòa đó quý vị, thì mọi người đứng lên và chào cái sự xuất hiện của ba cái ông thẩm phán. Thì ba ông thẩm phán này sẽ khai mạc phiên tòa và đọc cái quyết định đưa ra cái vụ án xét xử. Nha quý vị. Rồi, sau đó thì thư ký của tòa sẽ báo cáo cho hội đồng xét xử sự có mặt, người nào có mặt, người nào vắng mặt trong cái phiên tòa này theo cái giấy triệu tập. Nha quý vị. Và những người nào vắng mặt thì người nào có lý do, người nào không có lý do. Tuy nhiên cái đó nó cũng chỉ là về cái mặt hình thức. Nha quý vị, hôm qua Thanh Việt có giải thích cho quý vị, trong cái bộ luật tố tụng hình sự hiện tại của chúng ta, nha quý vị, không có cái phần mà triệu tập ép buộc cái người bị hại đến tại phiên tòa. Đã, Thanh Việt xin được nhấn mạnh cái đó. Trong những bộ luật tố tụng của các nước khác như thế nào thì Thanh Việt không bàn, không nói tới. Nhưng bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam chúng ta hiện tại, nha quý vị, trong tương lai thì không biết, nhưng hiện tại thì cái vai trò của người bị hại là không cần thiết có mặt tại phiên tòa. Còn nếu mà anh ta vắng mặt thì tòa xét xử, và nếu mà cái kết quả nó không có lợi cho người bị hại đó thì phiên tòa sẽ đình chỉ. Nhưng quý vị, sẽ tạm dừng lại, hoãn lại, xin lỗi, xin phải dùng đúng danh từ là hoãn đó quý vị, hoãn, rồi chờ cái sự có mặt của cái người đó thì mới đưa ra cái bản án. Còn nếu mà cái phiên tòa này nó xảy ra và cái bản án đó nó không có thiệt hại cho người bị hại thì phiên tòa vẫn tiếp tục xảy ra và công bố cái kết quả, không có vấn đề gì cả. Nhưng quý vị, thì đó là những cái căn bản mà chúng ta hiểu rõ là tất cả. Nhưng quý vị, nó dựa trên cái ngày hôm qua Thanh Việt có nói rằng mặc dù pháp luật không đòi hỏi, nhưng với cái tư cách, nhưng quý vị, cái tư cách của người đã được cho mình là bị hại, quý vị nhé, và được cơ quan công an chứng minh là bị hại, thì họ, nhưng quý vị, họ phải có mặt tại tòa, nhưng quý vị, để thấy được cái gì quý vị, cái những người mà hại họ bị pháp luật trừng trị. Thanh Việt có nhận được một cái tin nhắn là có lẽ là ông Trần Ngọc Thảo cũng như là ông đại diện cho bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó cũng là một hòa thượng. Nhưng quý vị, họ không xuất hiện. Có lẽ là vì nội quy cái điều luật của bên Phật giáo
À, kính thưa quý vị, điều đó là không nha quý vị nhé. Không có chuyện mà trong Phật giáo lại có một cái nội quy là quý thầy không có được xuất hiện tại tòa. Nhưng quý vị, không có phải xuất hiện tại tòa, thì cái điều đó là không có. Dĩ nhiên trong Phật giáo yêu cầu quý thầy, nhất là quý thầy rồi đến Phật tử, là mình phải tập cái tính gọi là không sân si. Nhưng quý vị, không dồn người ta vào con đường cùng, thì cái đó là Phật dạy. Chứ còn thực sự ra không có nói rằng mình không nên xuất hiện hay là có xuất hiện cả. Tất cả nó đều dựa trên cái tầm thức, cái kiến thức, cái lòng nhân ái, bác ái của cái người bị hại mà thôi. Nhưng quý vị nhé, thì ở đây hai cái nhân vật về tôn giáo đó quý vị, họ là những người mà đưa đến cái vụ án này, những cái việc đến cái phiên tòa này. Đó là hai trong ba cái người bị hại, và hai trong ba người bị hại này là cái nguyên nhân mà chúng ta có cái phiên tòa phúc thẩm ngày mai. Những quý vị, nên không thể nào nói rằng vì nó dính dáng đến đạo pháp nên là vi phạm luật nên là chúng tôi không đến được, thì cái điều đó Thanh Việt xin được thưa chuyện quý vị là sai hoàn toàn. Những quý vị nhé, sai hoàn toàn. Trong đạo Phật không có cái quy chế về cái câu chuyện như vậy. Rồi, chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người ở đó, đọc tên nè, rồi đọc ngày tháng năm sinh, yêu cầu người ta xác định, những quý vị kiểm tra lý lịch đó, rồi phổ biến quyền và nghĩa vụ của những người bị cáo đó trong cái phiên tòa phúc thẩm này, những quý vị đó. Rồi sau đó là cái phần chính, mình vừa mới đi qua những cái phần gọi là lăng tăng nhăn gì đó, đúng quý vị. Bây giờ đến cái phần chính đó quý vị, thì phần chính đó hội đồng xét xử sẽ trình bày tóm tắt cái nội dung của vụ án, nha quý vị. Tức là sẽ có một cái biên bản để cho cái hội đồng xét xử, một trong ba cái thẩm phán đó sẽ đọc cái nội dung của vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nha quý vị, tức là cái 3 năm tới 5 năm, đúng không quý vị, 3 năm tới 5 năm. Rồi nội dung kháng cáo, có nghĩa là sau khi mà đọc cái bản án xong, đọc cái nội dung của vụ án xong, thì đọc đến cái phần kháng cáo của cái bị cáo trong cái trường hợp của cái phiên tòa phúc thẩm của tỉnh thất, thì chỉ có mỗi cái kháng cáo mà thôi, nhưng quý vị nhé, thì họ sẽ đọc cái nội dung kháng cáo. Thì nội dung kháng cáo này, đối với vị, nó gồm cả 6 vị luôn, nhưng quý vị, 6 vị này đều có viết cái kháng cáo đó, đều có viết kháng cáo hết. Chủ tọa phiên tòa sẽ hỏi người kháng cáo là anh có thay đổi gì, hay chị hay bà, xin lỗi vị, là ông hay bà có sự thay đổi, bổ sung hay là rút kháng cáo hay không. Thì cái phần mà rút kháng cáo đó quý vị, nó có thể là rút một phần của cái đơn kháng cáo, chẳng hạn như trong đơn kháng cáo của ông Lê Tùng Vân nó có 6 cái điều ông ta muốn kháng cáo, thì ông ta có thể rút một trong 6 điều đó, hai trong 6 điều đó, vân vân. Nhưng quý vị, đây là cái phần mà cái bên người bị cáo hoặc là người đại diện pháp lý của người bị cáo có thể bổ sung, có thể thay đổi hoặc là rút cái kháng cáo. Sau đó thì chủ tọa, nhưng quý vị, có thể yêu cầu viện kiểm sát trình bày cái ý kiến về cái việc thay đổi, bổ sung và rút cái kháng cáo. Thì theo Thanh Việt được biết, nhưng quý vị, thì cái khả năng rút kháng cáo hay là bổ sung thay đổi kháng cáo của cái 6 thành viên từ tỉnh thất thì rất là thấp, họ sẽ giữ nguyên cái kháng cáo của họ. Thứ bảy, luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo và kiểm sát viên sẽ bắt đầu tiến hành cái phần tranh tụng. Trong cái phần tranh tụng này thì tất cả sẽ dựa vào cái gì quý vị? Dựa vào cái lời kháng cáo. Nhưng quý vị nhé, mặc dù phiên phúc thẩm được định nghĩa là một phiên tòa xét xử lại cái vụ án của phòng sơ thẩm, tuy nhiên chỉ có xét xử lại những cái điều mà bị cáo kháng cáo mà thôi, chứ không phải xét xử lại, ví dụ trong cái bản cáo trạng, nha quý vị, và sau đó là kết luận của tòa đưa ra 6 điều vi phạm, nha quý vị, và cùng với cái bản án của từng điều đó, thì cái người bị cáo có thể là chỉ có kháng cáo 3 trong 6 điều đó, chứ không phải kháng cáo cả 6 điều. Có khả năng là kháng cáo cả 6 điều, có khả năng là kháng cáo một điều, điều đó rất là bình thường. Nhưng quý vị, thì bên viện kiểm sát sẽ đọc đầy đủ. Xin lỗi quý vị, là bên của
luật sư bảo vệ quyền lợi cũng như là bên kiểm sát viên, họ sẽ tranh tụng các cái điều kháng cáo đó. Và sau khi hết cái phần tranh tụng đó quý vị, thì hội đồng xét xử sẽ nghị án. Sau phần nghị án sẽ là phần tuyên án. Đó đó quý vị. Thì Thanh Việt vừa mới tóm tắt sơ qua cho quý vị 8 cái bước căn bản nhất, mà trong đó bước thứ 7 và bước thứ 8 là hai bước khá là quan trọng của vụ án. Nhưng quý vị, là những cái bước mà mọi người trông chờ. Cái bước thứ 8 thì Thanh Việt vừa mới trình bày với quý vị vài phút trước về một số cái phiên tòa vòng phúc thẩm cho những cái vi phạm theo điều 331 ở một số cái thành phố khác. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần mà hội đồng xét xử, tức là ba ông thẩm phán đó quý vị, ba ông quan tòa đó có thể làm được những cái vấn đề gì ở cái vòng phúc thẩm này. Có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là sau cái phần nghị án là gì quý vị? Nghị án là ba người đó sẽ họp lại nha quý vị, để đưa ra cái quyết định. Đã, đưa ra quyết định. Rồi sau đó thì họ tuyên án. Họ trở lại họ tuyên án. Cái này thì dành riêng cho những quý vị ở nước ngoài. Có những nước tại châu Âu thì cái cấu trúc của cái hội đồng xét xử, có những nước thì nó cũng tương đối là khá giống Việt Nam. Có những nước thì nó khác hoàn toàn. Bên Canada và bên Mỹ thì nó có gọi là những cái người mà được chọn để xét xử từ cái người dân, đúng quý vị? Có Thanh Việt tìm hiểu thì được biết rằng bên tòa án của Mỹ thì có 12 cái người được chọn ra từ những người dân sống trong cái thành phố đó hay cái thị xã đó, nhưng quý vị, rồi 12 người đó sẽ là những người lắng nghe cái sự tranh cãi của các luật sư, đưa ra những cái bằng chứng. Sau đó 12 người này họ sẽ họp lại, họ sẽ nghị án, họ sẽ nghị án tại cái phòng họp, nhưng quý vị, và họ sẽ tranh luận với nhau để cuối cùng đưa ra cái kết luận cuối cùng là có tội hay là vô tội. Thì sau khi mà họ đưa được có tội hay vô tội rồi đó quý vị, thì ông tòa sẽ dựa trên cái quyết định đó sẽ đưa ra cái bản án là bao nhiêu năm tù. Nhưng quý vị, thì Thanh Việt vừa mới trao đổi cho quý vị cái điều mà ở những nước khác họ có thể làm. Đối với nước của chúng ta trong bộ luật tố tụng hình sự thì đây là những cái điều mà ba ông quan tòa có thể làm được, tức là ba ông trong cái hội đồng xét xử đó quý vị. Thì đây, xin mời quý vị. Thì kính thưa quý vị, đầu tiên hội đồng xét xử có thể không chấp nhận kháng cáo. Nhưng quý vị nhé, công việc đầu tiên là không chấp nhận kháng cáo, hoặc là không chấp nhận cái kháng nghị, hoặc là có nghĩa là giữ nguyên cái bản án sơ thẩm. Thì cái điều này là chúng ta thường thấy nhất trong ba cái ví dụ, mặc dù cái số lượng nó cũng khá ít, đúng không quý vị? Đưa ví dụ mà đưa ba thì nó cũng khá ít, nhưng vì cái giới hạn, cái thời gian thì Thanh Việt không có thời gian để đưa tiếp cho quý vị thấy. Chứ thật sự ra đại đa số nha quý vị, các cái bản án của điều 331 đều là tòa phúc thẩm không chấp nhận cái kháng cáo hoặc là kháng nghị và giữ nguyên cái kết quả từ vòng sơ thẩm. Rồi, hội đồng xét xử, tức là ba ông tòa cũng có thể sửa bản án sơ thẩm. Thì đây là cái điều mà đối với tỉnh thất, cho quý vị, mọi người trông chờ và theo dõi có hay không có cái sự sửa bản án sơ thẩm. Thì đây là những điều họ sửa. Có hai trường hợp, nhưng quý vị, một số quý vị cũng hỏi Thanh Việt ở cái điểm này, nên là Thanh Việt nhân đây để trả lời luôn. Có hai trường hợp về việc sửa bản án trong cái bản án sơ thẩm, trong cái phiên tòa phúc thẩm. Có thể là giảm nhẹ. Trường hợp giảm nhẹ là khi mà tòa có cái kháng cáo, nhưng quý vị, hay là có thể tăng nặng khi mà tòa có cái kháng nghị. Tại sao mà nó rơi vào trường hợp đó? Thì Thanh Việt có trình bày rồi, kháng cáo là của bị cáo. Bị cáo thì không bao giờ mà xin tòa ơi làm ơn cho tôi được ở tù lâu hơn, đúng quý vị? Kháng cáo thì chỉ có xin giảm nhẹ hoặc là xin vô tội chẳng hạn. Còn về nghị án, kháng nghị là gì quý vị? Kháng nghị là của bên viện kiểm sát. Kháng nghị rơi vào trường hợp nào? Kháng nghị Thanh Việt đã có trình bày, kháng nghị rơi vào trường hợp hai trường hợp chẳng hạn. Họ yêu cầu
Và trong cái bản cáo trạng là bị cáo này bị truy tố theo khoản 2 điều 331. Nhớ quý vị. Nhưng rồi khi mà phiên tòa sơ thẩm kết thúc thì cái bản án sẽ là hạ xuống thành là khoản 1 điều 331. Mà quý vị biết rồi, khoản 1 cái thời gian mà thi hành án đó quý vị, phục vụ trong tù đó, thì nó ngắn hơn nhiều so với cái phần mà khoản 2. Và vì vậy nếu mà cái kết quả của vòng sơ thẩm được là cái khoảng 1 nha quý vị, thì bên của viện kiểm sát sẽ kháng nghị lên tới tòa phúc thẩm, tòa phúc thẩm là xin tòa xem lại đó, vì chúng tôi truy tố theo khoảng 2 và với những cái chứng cứ như thế này thì phải buộc tội là khoảng 2 chứ không phải là hình thức giảm nhẹ ở khoảng 1. Và nếu mà tòa phúc thẩm thấy cái trường hợp này là phải tăng lên nha quý vị, chứ không phải như là tòa sơ thẩm, thì nó sẽ đổi sang cái phần là tăng nặng. Đó là những cái điều mà chúng ta dễ hiểu rằng thì trong cái trường hợp của bên tỉnh thất thưa nha quý vị, thì chỉ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc là xin vô tội. Nha quý vị, chúng tôi không làm những công việc đó, chúng tôi kháng cáo, chúng tôi không làm gì cả. Đó là những cái của bên tỉnh thất. Thì bên tỉnh thất chỉ có kháng cáo chứ không có kháng nghị. Nha quý vị, không có kháng nghị của bên viện kiểm sát. Và vì vậy, trong cái phiên tòa phúc thẩm ngày mai sẽ không có cái chuyện mà là tăng nặng án. Nha quý vị, cho dù một số quý vị nào có không thích thiền am tỉnh thất đến mấy đi nữa, nha quý vị, thì cũng sẽ không có trường hợp là tăng nặng. Tự vậy, không có kháng nghị của viện kiểm sát. Nha quý vị, tất cả những gì mà họ đề bạt ra, quý vị nhớ là phòng sơ thẩm, tòa có hỏi rằng bên của viện kiểm sát có đề nghị khung hình phạt hay không? Quý vị cũng cần nhớ. Thì đối với trường hợp ví dụ của ông Lê Tùng Vân là họ đề nghị là từ, nếu Thanh Việt nhớ không lầm, là 4 năm rưỡi tới 5 năm rưỡi. Đúng quý vị, 4 năm rưỡi tới 5 năm rưỡi. Và cái bản án đó quý vị là tòa ở sơ thẩm là chọn cái số trung bình là 5 năm. Đó quý vị nhé. Thì đó là cái việc mà chúng ta hiểu rõ được rằng không phải chúng ta ghét là chúng ta đá cho một cái, ghét nhiều thì đá mạnh, nhưng quý vị, không có chuyện đó. Trong một cái phiên tòa phúc thẩm thì chỉ không có cái phần tăng nặng, nhưng quý vị, nếu không có kháng nghị. Như vậy, ngày mai, nhưng quý vị, hoặc là ngày mốt khi phiên tòa có cái kết quả và tuyên bố đó, nó chỉ có hai cái. Một là y án, nhớ quý vị nhé, y án, y hệt như là phần lớn các phiên tòa khác, hoặc là giảm nhẹ mà thôi nha quý vị. Thì giảm nhẹ thì nó bao la lắm, có người này giảm, có người khi không giảm, có những người trắng án mà có người kia vẫn đi tù, thì tùy theo luật sư có đem ra được cái bằng chứng nào để bảo vệ thân chủ của mình hay không. Mà bằng chứng thì quý vị không cần phải nộp trước mấy ngày đâu quý vị, quý vị có thể là trình bày tùy theo cái hội đồng xét xử nha quý vị. Bằng chứng có thể được trình bày ngay tại tòa hoặc là bằng chứng được nộp trước. Dĩ nhiên là khi mà trình bày ngay tại tòa nó sẽ kéo dài một thời gian nữa, tự vì phải đi giám định vân vân và vân vân, và phải chứng minh được rằng mình mới có. Rồi, trong cái phần mà giảm nhẹ đó quý vị, thì Thanh Việt xin được liệt kê một số cái trường hợp. Thứ nhất là trắng án hoàn toàn, thì cái này nó khó xảy ra lắm nha quý vị. Thanh Việt phải nói rằng rất khó xảy ra. Tức là miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo. Tức là phiên tòa, ông tòa, những quý vị tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự, bị cáo sẽ được thả ra ngay ở cái thời điểm này. Mà quý vị nhớ rằng phiên phúc thẩm thì cái hiệu lực của cái bản án sẽ được thực thi ngay lập tức, những quý vị, cho dù họ có kháng cáo, những quý vị, lên tòa chơi nữa, thì trong thời gian mà kháng cáo họ phải ngồi ở trong trại giam để thi hành cái bản án được đề ra tại phòng phúc thẩm. Rồi, điều nữa trong cái vấn đề mà giảm án đó quý vị, là áp dụng điều hoặc là khoản của bộ luật hình sự về cái tội nhẹ hơn. Thì đối với tỉnh thất, thay vì có trình bày rồi, hiện nay họ đang bị xét xử với những cái vi phạm theo khoản 2 điều 331. Thì khoảng 2 thì nó nặng hơn, đúng không quý vị? Nó từ là 2 tới 7 năm tù lận. Còn khoảng 1 đó quý vị, thì
có khi là tù treo, bị quản thúc nha quý vị, chứ không cần thiết là phải đi tù với cái số lượng nhiều như vậy. Vì vậy, nếu mà có giảm nhẹ đó quý vị, thì đây là một trong những trường hợp mà họ có thể đi từ khoảng 2 xuống thành khoảng 1. Rồi, điều thứ ba có thể xảy ra là giảm hình phạt cho bị cáo. Đó, nghĩa là sao? Nghĩa là vẫn là ở khoảng 2. Chẳng hạn như vậy, ở khoảng 2 điều 331. Nhưng thay vì là 4 năm tù, thì với những cái tình tiết giảm nhẹ mới, họ có thể thi hành xuống thành là 2 năm tù. Đúng không quý vị? Có thể xuống thành 2 năm tù. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải để ý trong cái việc mà gọi là giảm hình phạt cho bị cáo. Tức là cái khung phạt nó không thay đổi, nó chỉ là vẫn là khoảng 2. Nhưng thay vì là con số trung bình hoặc là kịch khung thì nó giảm xuống cái hình phạt nhẹ nhất. Rồi, trường hợp thứ tư là giảm mức độ bồi thường thiệt hại và sửa quyết định xử lý vật chứng. Thì thưa quý vị, đây là không phải trường hợp của tỉnh thất Bồng Lai, nha quý vị nhé. Trường hợp thứ năm, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Tỉnh thất Bồng Lai cũng không có áp dụng trong cái trường hợp này. Đó. Thì nếu mà có đó quý vị, nó là cái điểm 2 đó quý vị, tức là đi từ khoảng 2 tới khoảng 1. Rồi, cái trường hợp cuối cùng mà có thể xảy ra đó là hưởng án treo. Nhưng quý vị vẫn bị khoản thúc nhưng ở bên ngoài trại giam được hưởng án treo. Thì đó là những cái trường hợp được gọi là điều gì quý vị có thể xảy ra nếu mà họ sửa cái bản án sơ thẩm. Một điều nữa, hội đồng xét xử có thể làm đó là hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc là xét xử lại. Thì thưa quý vị, hủy bản án sơ thẩm và điều tra lại hoặc là chờ xét xử lại. Thì đây là một cái điều mà Thanh Việt nhớ rằng trong cái phần mà bình chọn đó quý vị, thì cái phần mà hủy bản án sơ thẩm điều tra lại là được chúng ta trông chờ nhất, đúng không quý vị? Chúng ta trông chờ nhất cái số lượng mà người mà bỏ phiếu đó quý vị, bình chọn đó, thì là trông chờ cái việc mà hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự thật đó quý vị, với cái lịch sử mà Thanh Việt trình bày ở lúc đầu, thì vòng phúc thẩm cho cái vụ án 331, mà nhất là cái khoảng 2 thì hầu như là y án, nha quý vị nhé. Nhưng mà chúng ta vẫn có hy vọng để chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không quý vị? Điều thứ tư, hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án. Có nghĩa là chặn án đó quý vị. Nói một cách dễ dàng, dễ hiểu nhất. Cái này thì nó cũng gần như là miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo. Mặc dù cái tội đó nó vẫn còn, nhưng miễn trách nhiệm hình sự. Nha quý vị nhé. Thì coi như là theo người thông thường nghĩ nó là chặn án. Nhưng mà nó vẫn có cái bản án treo lơ lửng. Còn cái mục thứ tư đó quý vị, có nghĩa là hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án, có nghĩa là cái người đó không có một cái tội nào, nha quý vị, dính vào trong cái suy yếu lý lịch cả, nha quý vị, tẩy trắng hoàn toàn, đình chỉ vụ án luôn. Rồi, cái điều thứ năm là cái phần điều chót mà họ có thể làm được là họ chỉ có sửa bản án, nha quý vị, là đình chỉ xét xử cái vòng phúc thẩm này khi mà có cái việc mà rút kháng cáo hoặc là kháng nghị. Ví dụ các cái thành viên của tỉnh thất gồm có 6 thành viên, tổng cộng cả 6 nha quý vị, họ rút đơn kháng cáo, họ chịu nhận cái mức án từ ở phòng phúc thẩm thì không cần thiết phải có từ phòng sơ thẩm, thì thế mà không cần thiết phải có cái phiên tòa phúc thẩm để xử, đúng không quý vị? Mà nếu mà tất cả chỉ có một người, nha quý vị, rút cái đơn kháng cáo thì phiên tòa vẫn xảy ra đối với cái vị duy nhất còn muốn kháng cáo. Thì tùy theo cái trường hợp, nhưng theo những lời, những nhận định của Thanh Việt, cá nhân Thanh Việt, thì tất cả những thành viên đang ở trong trại giam và ông Lê Tùng Vân sẽ giữ nguyên cái lời kháng cáo của mình, chứ không có sửa đổi hoặc là rút. Trước khi tiếp tục chương trình, Thanh Việt xin quý vị là cho Thanh Việt uống được một tí nước. Và Thanh Việt cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều trong những cái bài gần đây. Rất là vui khi quý vị cùng tham gia trao đổi.
Qua đó chúng ta thấy được suy nghĩ của các khán giả của Thanh Việt Phóng Sự, đúng không quý vị? Ủng hộ cũng có, không ủng hộ cái khu vực tỉnh thức cũng không sao cho quý vị. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Chúng ta luôn luôn tôn trọng cái quan điểm đó. Nhưng quý vị không có cái điều gì là sai trái nếu khác cái quan điểm. Và cũng không có điều gì gọi là mình khác quan điểm thì mình không thể nào nói chuyện được. Thưa quý vị, Thanh Việt đang không phải nói là khán giả với Thanh Việt, mà là hai vị khán giả chơi với nhau, những quý vị chơi thân ngoài đời với nhau, mà lỡ có khác cái quan điểm về cái vấn đề của chị Khang hoặc là của Tịnh Thất, thì chúng ta gặp nhau vẫn nói chuyện và chúng ta cố gắng là tránh không nói về những điểm khác biệt, đúng không quý vị? Và nếu một người có muốn nói thì chúng ta nói thẳng luôn là vì cái điểm đó nó khác biệt nhau nên thôi mình chuyển đề tài để nói cái đề tài nào mà chúng ta cùng một cái sở thích, cùng một cái suy nghĩ thì nó dễ hơn, để tránh cái phần tranh luận không cần thiết, đúng không quý vị? Rồi, bây giờ thì Thanh Việt phần chót của chương trình, Thanh Việt xin trình bày với quý vị cái gọi là cột mốc thời gian. Đây là một cái điều khá là quan trọng. Thanh Việt nghĩ rằng sau khi Thanh Việt trình bày, hy vọng rằng nó sẽ vén mở được một số cái điều mà quý vị thắc mắc. Thì đầu tiên đó quý vị, cái việc mà xảy ra đầu tiên là ngày 12 tháng 12 năm 2019. Thanh Việt chỉ liệt kê những cái mốc thời gian quan trọng mà nó ảnh hưởng đến cái phiên tòa ngày mai nha quý vị nhé. Còn thực sự ra trước ngày 12 tháng 12 năm 2019 đó quý vị, thì dĩ nhiên nó không có lửa tại sao có khói đó quý vị. Nó còn có những cái chi tiết khác, nhưng những chi tiết đó Thanh Việt tạm thời không để ra đây, tại vì nó không phải là cho cái chương trình phiên tòa ngày mai. Thì ngày 12 tháng 12 năm 2019 đó quý vị nhớ cái ngày này là các thành viên của Tịnh Thất đã có cái lời lẽ la lớn, yêu cầu trả Diễm My, rồi cho rằng đã có một cái việc mà bắt cóc cả mất tích của Diễm My tại đồn công an, quý vị. Và ở đây có trong cái phần mà la lớn đó quý vị, thì có cái việc mà quay video. Quý vị nhớ những cái điểm mà Thanh Việt đề là YouTube nha quý vị nhé, quay video, nó quan trọng đó quý vị. Ngày 13 tháng 12, một ngày sau, thì cái video mà được quay đó quý vị, được đưa lên trên mạng YouTube nha quý vị, thuộc quyền sở hữu của Tịnh Thất, với cái tiêu đề là Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an nha quý vị. Rồi, đây cũng là một trong những cái chứng cứ được sử dụng tại vòng sơ thẩm và sẽ được sử dụng lại một lần nữa phân tích cho ngày mai. Rồi, ngày 11 tháng 12, gần một năm sau, nha quý vị nhé, một năm sau, năm 2020, thì có một cái video clip khác nữa ra đời với cái tựa đề là vụ án 50 người. Nha quý vị, đây là cái việc mà điều tra vụ án rồi kết thúc vụ án đó quý vị, chuẩn bị ra tòa đó. Đây là cái vụ án 50 người. Thì trong cái này đó quý vị, nó có cái việc là xúc phạm công an huyện Đức Hòa, cũng như là cái video trên ngày 13 tháng 12 năm 2019 cũng có cái video gọi là Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Cũng là xúc phạm, theo cơ bên công an là xúc phạm đến công an huyện Đức Hòa. Đó, đây là hai cái video liên quan trực tiếp đến cái gọi là vu khống, làm mất danh dự của bên công an, cách nhau khoảng một năm trời nha quý vị. Hôm thì là 13 tháng 12 2019, hôm là 11 tháng 12 năm 2020. Nửa năm sau, ngày 2 tháng 7 năm 2021, bên của Tịnh Thất ra một cái video mà đã được quay trước vào dịp Tết, có cái tựa đề là Người lớn mừng tuổi thầy ông nội. Cái nội dung của cái video này là nó liên quan đến vấn đề tôn giáo và trong đó có cái sự mạo danh là Phật. Nếu quý vị, đó là theo lời của bên cáo trạng. Rồi, ngày 5 tháng 8, một tháng sau, một cái video nữa có tên là Nghi Tâm chứng minh sự thật, đọc lầu 541 câu kinh. Trong cái video này, cái câu nói quan trọng nhất là cái câu nói ông Nhật Từ ngu như bò, đúng không quý vị? Rồi, ngày 22 tháng 8, một cái video nữa ra đời với cái tựa đề là Vùng đất huyền bí. Lần này cũng vấn đề tôn giáo xúc phạm đạo Phật,
theo bên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bên cơ quan công an. 3 tháng sau, ngày 24 tháng 11, ông Trần Ngọc Thảo, đây là cái lá đơn tấn công đầu tiên, nhớ quý vị nhé, rơi vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Ông Trần Ngọc Thảo tố cáo cái hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với cá nhân ông gây ra bởi các thành viên trong Tịnh Thất. Nhớ quý vị. Ngày 18 tháng 12, gần 3 tuần sau, nhớ quý vị nhé, 3 tuần sau, thì Sở Thông tin và Truyền thông Long An đã ban hành một cái văn bản chuyển đến cho cơ quan công an huyện Đức Hòa, công an tỉnh Long An, một số cái hồ sơ tài liệu được cho là được tạo dựng lên bởi Tịnh Thất Bồng Lai đã có những cái vi phạm theo điều 331 mà cần phải điều tra, xác minh và xử lý nghiêm khắc. Ngày 20 tháng 12, hai ngày sau, thì ông Trương Ngọc Toàn, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, đã tố cáo hành vi mạo xưng Đức Phật, xúc phạm xuyên tạc giáo lý Phật giáo. Đây là cái những cái dựa trên những cái đoạn video clip từ ngày 22 tháng 8, vùng đất huyền bí, ngày 5 tháng 8, ngày 2 tháng 7, người lớn mừng tuổi thầy ông nội. Đó nha quý vị, đó là dựa trên những cái video đó. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, họ không nói chính xác là giờ giấc, thì có hai cái công dân, nha quý vị, một người tên là Trịnh Thị Định ở Đức Hòa, Long An, một người tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Thị Phương Trang. Hai người này tố cáo Thiền Am đã có hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đời sống văn hóa và an ninh, trật tự, xã hội. Thì vừa rồi Thanh Việt có trình bày cho quý vị sơ qua về cái gọi là mốc thời gian, những quý vị nha. Và quý vị vẫn còn nhớ là chỉ vài ngày sau, những quý vị, đầu năm 2022 tháng 1 đó quý vị, thì bên cơ quan công an đã khởi tố, những quý vị, vụ án cũng như là khởi tố bị can trong cái vụ án 331 đã liên quan đến vấn đề tôn giáo, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ông Trần Ngọc Thảo, cũng như liên quan đến các tổ chức là cơ quan công an huyện Đức Hòa. Vậy là quý vị thấy một cái điểm gì đặc biệt không quý vị? Tất cả những cái vi phạm làm bằng chứng đó quý vị đều là những cái video được tải lên trên mạng YouTube. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó quý vị là nếu, nhớ quý vị nhé, Tịnh Thất làm video này mà không đưa lên trên mạng xã hội, vậy thì họ có thể bị cáo buộc với tội 331 hay không? Thì câu trả lời là thưa quý vị là không, nhớ quý vị nhé. Nếu cái video đó không xuất hiện trên mạng xã hội thì không dễ dàng buộc tội 331 được. Cũng có những quý vị sẽ hỏi rằng, cái lần mà tự quay video tại nhà, nhớ quý vị, thì không ai biết hết, không đưa lên thì cũng không ai biết. Nhưng trong cái hai cái video, Thanh Việt xin được nói rằng cái video mà ngày 13 tháng 12 đó quý vị, nói về những cái lời lẽ la lớn, bức xúc của các thành viên tại Tịnh Thất đối với cơ quan công an huyện Đức Hòa về việc bắt cóc Diễm My ép cô ta phải trở về nhà. Thì trong cái ngày hôm đó là ngày 12 tháng 12, họ có quay video và sau đó họ tải lên trên mạng xã hội để cho mọi người cùng xem. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó quý vị, nếu những cái video này không được đăng tải, nhớ quý vị, thì trường hợp gì xảy ra? Dĩ nhiên là những cái video như là người lớn mừng tuổi thầy ông nội nghi tâm chứng minh đã đọc lầu được 541 câu kinh mà không truyền ra bên ngoài đó quý vị thì chẳng ai biết cả. Tuy nhiên có một cái sự việc nha quý vị mà không cần làm video có bị ảnh hưởng hay không, đó là cái sự kiện xảy ra vào ngày 12 tháng 12 khi rất là đông một số thành viên của Tịnh Thất có đến cơ quan công an để nói về cái chuyện trả Diễm My lại cho họ. Thì ở đây nếu họ không post cái video đó lên, họ không tải cái video lên trên cái tài khoản của Tịnh Thất, vậy thì họ có thể bị cáo buộc một cái tội gì không thưa quý vị? Thanh Việt nghĩ rằng rất khó cáo buộc ngoài cái tội là vi phạm an ninh trật tự xã hội, nhưng quý vị nhé, ngoại trừ cái tội đó. Nhưng mà khi mà chúng ta
để cái video đó lên trên mạng xã hội, thì theo định nghĩa của bên cơ quan công an, cơ quan điều tra, là chúng ta đã vận dụng, lợi dụng cái quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận trên mạng xã hội để xâm phạm lợi ích cá nhân của những người này, là những người bị hại. Thì đó là cái câu trả lời của Thanh Việt, là nếu không tăng tải đó quý vị, thì như là cái ngày 12 tháng 12 đó, thì cao lắm là tội gây rối an ninh của khu làm việc. Hình như chúng ta thấy được rằng mạng xã hội là ảo, nhưng cái trách nhiệm để đăng tải những cái đó thì nó rất là lớn, nhưng quý vị, rất là lớn. Thì bây giờ, Sở Thông tin và Truyền thông của Long An, nhưng quý vị, họ phát hiện cái video vi phạm những cái vấn đề như là ngày 13 tháng 12 hoặc là ngày 11 tháng 12, tất cả đều là liên quan đến cơ quan công an. Nhưng quý vị, thì bên Sở Thông tin và Truyền thông họ phát hiện ra cái video này ít nhất là 2 năm sau khi cái video đó được tải lên trên mạng xã hội. 2 năm sau thì họ mới phát hiện ra. Và sau khi mà họ phát hiện ra thì họ gửi những tài liệu đó bên cơ quan công an. Nhưng quý vị, và cơ quan công an đã tiến hành điều tra, và chỉ trong vòng 2 tháng chưa đến thì họ đã kết thúc cái phần điều tra và khởi tố bị can. Một số quý vị có nói với Thanh Việt rằng khó mà có oan sai, và họ giải thích rằng tự vì tất cả đã chờ theo dõi 2-3 năm trời rồi, nên là cái chuyện mà oan sai thì khó có thể xảy ra. Thưa quý vị, đầu tiên Thanh Việt phải nói rằng không có một cái mối quan hệ gì giữa cái việc mà đi kiểm tra ngay từ phút đầu và cái việc mà có bỏ lọt tội phạm oan sai hay không. Nhưng quý vị, hai cái trường hợp đó không có liên kết với nhau. Chúng ta không thể nói rằng con của chúng ta học giỏi thì chắc chắn sẽ thi đậu và được điểm cao. Điều đó cũng chưa chắc, đúng không quý vị? Thì tương tự ở đây cũng vậy. Những cái câu chuyện nhưng quý vị mà chúng ta để lên trên mạng xã hội thì chúng ta phải hết sức là để ý những cái câu chuyện này. Rồi, bây giờ chúng ta đổi sang cái phần ông Trần Ngọc Thảo. Ông Trần Ngọc Thảo đó quý vị là người khởi đầu của cái việc đi tố giác này. Nhưng quý vị, khoảng 3 tháng sau khi mà cái video đó ra đời. Và các cáo buộc của ông về tỉnh thất thì ông làm đơn tố cáo tỉnh thất là đã xúc phạm đến cái danh dự của ông khi nói ông là ngu như bò. Tuy nhiên ở đây Thanh Việt muốn xin phép quý vị để hỏi quý vị rằng không biết quý vị nào, nhưng quý vị có xem một cái video của ông Trần Ngọc Thảo. Nhưng quý vị, video này có tên là Thượng tọa Nhật Từ tiết lộ toàn bộ sự thật về tỉnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Tiết lộ toàn bộ sự thật. Khủng khiếp không quý vị? Và cái điểm đặc biệt này đó quý vị, là cái băng video này được khởi chiếu vào ngày 18 tháng 12 năm 2019. 18 tháng 12 năm 2019. Quý vị nhớ nha, 18 tháng 12 năm 2019. Trong khi cái băng video YouTube mà được cho là sỉ nhục bên ông Trần Ngọc Thảo đó quý vị, được dàn dựng bởi tỉnh thất, được xuất bản vào ngày 5 tháng 8 năm 2021. Tức là gần 2 năm sau họ mới phản kháng. Và khi mà họ phản kháng như vậy đó quý vị, thì lập tức họ bị ông Trần Ngọc Thảo đi tố giác với cái tội là vu khống nhục mạ. Trong khi cái ngày 18 tháng 12, ông có cái buổi thuyết pháp và lấy cái tựa đề cũng khá là câu view câu like, nhưng quý vị, giống như là Thanh Việt xàm xí sọ vậy đó, tiết lộ toàn bộ sự thật khủng khiếp vậy. Mà quý vị nào có xem cái video này chưa nhỉ? Tiết lộ toàn bộ sự thật là nói về cái vấn đề gì vậy quý vị? Không gì khác hơn ngoài cái việc mà quan hệ cùng huyết thống, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người không phải là trẻ con mồ côi, vân vân. Nhưng quý vị, và cái số lượng người xem của cái video này đã lên gần 3 triệu người. Nhưng quý vị, 3 triệu người xem cái cuốn video này. Vậy là những cái lời nói của ông Trần Ngọc Thảo có một cái độ lan tỏa cũng khá chóng mặt, đúng không quý vị?
Vì lan tỏa chóng mặt như vậy, nên là khi mà thuyết pháp thì nó cần phải có cái gọi là uống lưỡi bảy lần, biết được chủ đề của mình nói và tránh những cái ngôn từ không thích hợp đối với một nhà tu. Nhưng quý vị, thì ở đây ông Trần Ngật Thảo thực sự đó quý vị là không còn kiềm chế được và đã tấn công bên Thiền Am trước với những cái tội gì quý vị? Dễ quá, quan hệ cung huyết thấp, nuôi giả trẻ em mồ côi vì chúng có mẹ ở bên cạnh, vân vân và vân vân. Thì như vậy đó quý vị, ai là người gây trước ở đây? Thì sau khi mà vu khống những cái tội mà Thanh Việt gọi rằng không có trong bản cáo trạng hoặc là không có trong cái phần điều tra của cơ quan công an hiện nay, thì không thể nào nói được. Nhưng quý vị, dựa trên cái quan điểm gì mà ông Trần Ngọc Thảo lại cho rằng vào cuối năm 2019 ông đã phát hiện ra cái việc mà quan hệ cùng huyết thống, nhưng quý vị, cái việc mà đối xử trẻ em v.v.v. Vậy thì dựa trên cái điểm nào? Nếu Thanh Việt nhớ không lầm thì ông Trần Ngọc Thảo có nói rằng tất cả những điều này được dựa trên báo chí chính thống. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng không phải chỉ dựa trên báo chí chính thống là chúng ta đổ thừa cho họ. Nhưng quý vị, họ sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của họ trên cái trang của họ. Còn mình là người độc giả, mình lắng nghe. Nhưng quý vị, mà khi mình chia sẻ với những người trong nhà không có lan tỏa thì không có vấn đề gì. Khi mà mình báo bị sai, nhưng quý vị họ xin lỗi, thì chúng ta lại vừa mới lan tỏa những cái thông tin không đúng sự thật như vậy nữa. Rồi câu chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng không quý vị? Không thể nào nói rằng thôi cho xin lỗi đi là huề hết. Đúng không quý vị? Và vì vậy, để xác minh một lần nữa, chính Trần Ngọc Thảo là người gây đầu tiên trong cái cuốn video ngày 18 tháng 12 nói về những cái điều mà bí mật ông cho là rất là sự thật, đã liên quan đến vấn đề quan hệ cùng huyết thống. Trong khi đó, nhớ quý vị, trong khi đó là đến phải nói rằng gần 2 năm sau, nhớ quý vị, gần 2 năm sau, bên Tịnh Thất mới ra một cái cuốn video YouTube có tên là Nghi Tâm, chứng minh sự thật, đọc lầu 541 câu kinh kệ. Và trong cái đoạn này, cái đoạn chót có nói về ông Thích Nhật Tù với cái lời và phát biểu là ngu như bò. Và cuối cùng, quý vị còn thấy cái gì nữa quý vị? Cuối năm 2021, đầu năm 2022, có hai lá đơn tố giác của hai công dân. Mà cái điểm thú vị đó quý vị, một ở tại Đức Hòa, ở xã khác cho quý vị, không phải xã Hòa Khánh Tây, một lại tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và theo họ định nghĩa đó quý vị, tại sao trong cái lá đơn tố giác, tố cáo đó quý vị, họ viết là của bà Trương Thị Định và Phạm Thị Phương Trang. Cả hai người viết cái lá đơn tố cáo cái hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật là vi phạm cái gì? Gây ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, gây ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và an ninh trật tự xã hội. Thưa quý vị, một người sống ở khác xã, một người sống ở khác tỉnh thành, vậy thì bên Tịnh Thất họ không có quan hệ ở phía bên ngoài nhiều. Nhưng quý vị, không có đi làm từ thiện, chỉ có nhận tiền chứ không làm từ thiện, từ vì chính họ là những người mà cần được Đức giúp đỡ. Và như vậy đối với thì họ làm sao gây cái ảnh hưởng đời sống văn hóa và an ninh trật tự tại Hóc Môn? Họ sẽ không ảnh hưởng đến cái đời sống văn hóa an ninh trật tự ở một cái xã khác mà cùng huyện Đức Hòa. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị những cái điểm nhân, nhưng quý vị, để xác định được tại sao những người này được gọi là bị cáo, từ ông Trần Ngọc Thảo cho đến hai cái bị cáo cũng có khả năng là vắng mặt là Trương Thị Định, Trịnh Thị Định và Phạm Thị Phương Trang, có khả năng cũng sẽ vắng mặt. Đúng không quý vị? Có khả năng cũng sẽ vắng mặt. Như vậy là những người viết đơn tố giác, tố cáo, họ không đến. Nhưng quý vị, họ không đến. Vậy là câu chuyện, quý vị nghĩ như thế nào về câu chuyện ngày mai thì xin quý vị để lại cái lời bình luận. Đối với Thanh Việt, những quý vị, đối với Thanh Việt,
dựa trên những cái lịch sử đã xảy ra gần đây ở cái vòng phúc thẩm cho cái vòng 2, thì cái khả năng lớn nhất sẽ là y án. Khả năng thứ hai là điều tra lại một số vấn đề, rồi mới đem ra xét xử vòng phúc thẩm một lần nữa. Thanh Việt vừa mới trình bày với quý vị cái câu chuyện của cái đêm giao thời, nha quý vị, trước cái ngày mà cơn bão có thể ập đến cho tỉnh thất. Mặc dù nói là có thể ập đến, chỉ vì không có chuyện gì là không thể, đúng không quý vị? Thanh Việt vẫn cảm giác rằng cơn bão đang, quý vị, đang chờ tỉnh thất ở ngay phía trước, nha quý vị. Những thời gian kế tiếp sẽ là những thời gian rất là khó khăn cho các thành viên của tỉnh thất. Hy vọng nha quý vị, cuộc sống bao giờ cũng cần có hy vọng. Hy vọng rằng, nha quý vị, các vị luật sư sẽ có được những cái bằng chứng để phần nào đó giảm nhẹ được một số cái tình tiết giảm nhẹ, nha quý vị, để có thể những bản án sẽ được sửa đổi tới cái mức nhẹ hơn. Chúng ta cùng chờ đợi xem ngày mai sẽ như thế nào. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin cùng nguyện cầu cho tỉnh thất được tai qua nạn khỏi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai. I love you all.